Ở tiết trước, các con đã nắm được kiến thức về từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Từ đồng âm và từ nhiều nghĩa đều có đặc điểm và hình thức giống hệt nhau bởi vì nó đọc, viết giống nhau. Tuy nhiên, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa có điểm khác nhau cơ bản. Từ nhiều nghĩa do một nghĩa gốc tạo ra, từ đó có thêm nghĩa chuyển. Chính vì vậy, từ nhiều nghĩa giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển bắt buộc phải có mối liên hệ với nhau, hay ta vẫn gọi là nét nghĩa chung. Từ đồng âm có cách nói và viết giống nhau, nhưng nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Chúng mình cùng lấy một ví dụ để hiểu rõ hơn phần này nhé. Cô sẽ chọn từ cao. Từ cao có nghĩa là khoảng cách tăng thêm chiều thẳng đứng. Từ thứ hai, cô lựa chọn từ cao dán. Cao dán là để chỉ một loại thuốc dán ở phía ngoài da. Hai từ này không hề liên quan đến nhau, vì thế nó là từ đồng âm. Xét về từ loại, hai từ này thuộc hai nhóm từ loại khác nhau. Từ thứ nhất là tính từ, từ thứ hai là danh từ. Đấy cũng là điểm mà các con cần lưu ý khi xác định từ đồng âm. Cô thêm vào nhóm từ này một từ nữa, đó là từ cao su. Cao su là tên một loại nhựa cây. Nó là phiên âm tiếng nước ngoài nên là từ đơn đa âm. Xét về mặt từ loại, ta có từ cao thứ nhất là tính từ. Từ cao trong nghĩa của từ cao dán là danh từ. Từ cao su, cả từ cao su là danh từ.